Xin chào anh em, mình là Duy đến từ UPVF Việt Nam. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách và quy trình để dán một bộ PVF nội thất và hõm tay cửa. Trước tiên, khi đặt PVF ở trên các nền tảng của UPVF Việt Nam, bao gồm các trang mạng xã hội, các trang thương mại điện tử và website, thì anh em phải kiểm tra đúng đời xe. Sau khi nhận được đơn hàng, anh em khui hộp. Trong khui hộp của chính hãng của UPVF Việt Nam cũng như là Dubai Skin thì bao gồm đầy đủ các chi tiết nội thất. Như trên tay Duy ngày hôm nay là bộ PVF của xe VinFast VF8. Bộ PVF của VinFast VF8 thì bao gồm có màn hình trung tâm, phần yên ngựa và 4 miếng dán tabi cánh cửa. Ngoài ra trong hộp sản phẩm còn có đầy đủ bộ dụng cụ dán, bao gồm bình xịt đã có sẵn dung dịch, rất nhiều gạt dán cho anh em có thể tự dán PVF, khăn lau và đặc biệt là giấy cồn để hỗ trợ anh em trong quá trình vệ sinh nội thất. Và tất nhiên không thể thiếu là giấy hướng dẫn sử dụng và phiếu bảo hành 10 năm chính hãng của UPVF Việt Nam. Và bây giờ là toàn bộ quy trình dán, anh em cùng theo dõi nhá. Trước tiên thì anh em phải bỏ hết tất cả các vật dụng không cần thiết ở khu vực dán ra ngoài vị trí dán. Sau đó thì lau sạch tất cả bụi ở trên bề mặt dán. Như ở xe VF8 này thì các cái chi tiết cần dán nhất chắc chắn là màn hình trung tâm và bộ phận phần đen pialo ở cần số hay là ở yên ngựa. Những phần đen pialo này anh em mà để đồ đạc như chìa khóa và các cái vật dụng cứng bên trên này thì rất là dễ bị xước. Mà xước thì anh em không bảo vệ ngay từ ban đầu thì sau này nó để lại một cái hậu quả thì nhìn rất là ngứa mắt. Các phần nhựa bóng hay là carbon bóng hoặc là gỗ bóng ở tabi cánh cửa thì rất hay bị tác động bởi ngoại lực nên là cũng cần được bảo vệ. Hõm tay cửa là vị trí đầu tiên mà anh em chúng ta cũng như người nhà, người thân hay những vị khách tác động đầu tiên và cũng dễ bị tổn thương nhất, cũng là vị trí cần được bảo vệ đầu tiên. Phương pháp dán thì là dán ướt, nên là anh em ta sẽ đổ nước vào bình đã có sẵn dung dịch đi kèm. Nước sạch. Và xóc đều. Bước thứ hai, trước khi dán, anh em cần dùng khăn che tất cả các bộ phận xung quanh, các vị trí có thể ảnh hưởng bởi tia nước trong quá trình dán. Bước 3, vệ sinh bằng nước và làm ướt bề mặt dán. Bước thứ 4, bóc PVF ra khỏi lớp đế bảo vệ, dùng bình xịt, xịt ướt bề mặt keo của tấm PVF, rồi đặt tấm PVF hiệu chỉnh cho khớp với bề mặt dán. Bước thứ 5, xịt ướt bề mặt PVF và gạt. Bôi trơn để có thể dễ dàng di chuyển lưỡi gạt, hạn chế bị xước khi gạt. Sau đó dùng gạt gạt hết nước giữa PVF và bề mặt dán. Bề mặt dán ở đây chính là màn hình điều khiển trung tâm. Bước 6, vệ sinh, hoàn thiện và làm tương tự với các chi tiết khác. Sau khi dán hoàn thiện thì anh em đợi trong vòng 48 tiếng, nghĩa là hạn chế tác động bằng ngoại lực lên bề mặt của PVF để đảm bảo độ bền và đúng tiêu chuẩn kỹ thuật của hãng. Và đặc biệt, anh em đừng quên điền tất cả các thông số, thông tin cá nhân và phiếu bảo hành của UPVF chính hãng để nhận được hậu mãi và bảo hành tốt nhất, bảo hành lên tới 10 năm.